Phụ huynh của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái, cũng như là tất cả các cô chú anh chị, tất cả bạn bè và tất cả ekip thực hiện đã có mặt trong cái buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Sau lời cảm ơn thì có lẽ mình sẽ nói về một chút thì tình cảm giữa mình với lại Ngọc Lan. Thì anh sẽ nói ngắn gọn thôi. Những cái câu mà anh hay nói với em á, là sau tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua, thì những cái hình ảnh vừa rồi nó cũng là những gì anh muốn nói với em. Trong cuộc sống này đôi khi chỉ cần những điều nhỏ nhặt chúng ta có thể làm cho nó trở nên đẹp hơn. Ngày hôm nay, ngay tại đây thì có rất là nhiều người, rất là nhiều người quan trọng đối với anh trong cuộc đời của anh. Nhưng mà vẫn thiếu vắng một người, vẫn rất là thiếu một người đối với anh, đó là một người rất là quan trọng. Nhưng mà anh nghĩ là trong cuộc đời này á, nếu như người đó biết được và nhìn thấy được anh lấy làm vợ được một người như em, thì anh nghĩ rằng người đó sẽ rất vui và hạnh phúc. Và cái cuối cùng anh muốn nói đối với tất cả mọi người quan trọng ở đây, thì anh muốn kể từ ngày hôm nay em hãy là một phần cũng rất quan trọng đối với anh. Mời em lên đây.